Đây, lại nữa đây, khỏi cần giới thiệu nha các bạn. 4508. Đây, đồng này đồng Phú Thọ, Phú Tân, An Giang. À, 4508 này hồi nào giờ mình ít quay được, nó dồn vô mùa này, mấy bữa nay quay cũng được mấy con á. Toàn là chảy nước không, chảy nước bánh bơ không à. Coi mấy cái này nó mới đã. Đồng này thả lũ nha các bạn, Phú Thọ, Phú Tân, An Giang. Cái cánh này là cánh ngoài lộ nè. Ở đây là mình cũng không biết nó đang nằm ở số 20 mấy nữa. Đã chưa? Bánh bơ chảy nước. Phê phê vậy. Nước nước này ít. Nước này ít chứ không có nhiều. À. Ô này cũng gần rồi rồi. 4508 45 mã lực. Máy 2203. 2.2 lít. 4 máy. Con này mình có nghe nói có người ta lên lên tục bồ, gắn tục bồ nó chạy cũng dữ dằn lắm. Bốn năm không tám ở đây để mình nhớ, hình như con này là mới có duy nhất một con này, còn được hai con 5018 với một con Giang Ma 494, đúng không? Giang Ma 514 với còn nhiều là Isuzu đỏ 2004, 2005 với hai lắc đác hai ba con 2810 với 3110. Sở thả lũ chạy bên bờ, ở đây bánh lòng cũng có nữa, nhưng mà bánh lòng ta chạy chạy trên mấy con Buta nhỏ. Buta 2006 3006 rồi đó. Mấy con đó thì cái mùa thả lũ này người ta không thấy chạy rồi. Chắc thả lũ này người ta mướn má chạy hết. À, con 5.000 thì mình vừa nghe nói là nó bị lỗi màu nóng nhớt hả? À. 5.000 đó thì nó thuộc dòng M rồi, còn 4508 này thuộc dòng L. L này nó phân theo quy chuẩn của Kubota, nó là dòng nhỏ nha các bạn, dòng máy nhỏ đó. M là dòng máy lớn, còn dòng nhỏ nhất là BX. Bốn năm không tám này thì cái vụ máy có một mình nó xài máy lốp 6 là mình cũng chưa biết tại sao là người ta chuộng cái dòng này nó nhiều, mà không biết cái máy lốp 6 nó có gì đặc biệt, nó bền hay là sao không biết. 2203 đó, V2203 DI Direct Injection là phun trực tiếp đó. Nó phun trực tiếp vô cái buồng đốt luôn chứ không có phun sao xúc bắp. Chạy quá khỏe ta. Cầu trước này của nó lấy đấu qua Isuzu được nè. Cờ cờ luôn, bây giờ đã
công nhận cái hơ máy. Nó bay chiều nó nặng hình như là một tấn tư cái gì á. Ủa nó 08 này máy đồng mà chịu xài máy nhỏ nó cũng nhiều lắm. Mấy dòng này so với Yamaha hình như là nó nhẹ hơn hả các bạn, nhẹ sát hơn. Yamaha thì đồ nó chắc hơn. Boom 508 rồi 5018 là hai cái dòng mà phải nói là nhiều với chuộng nhất luôn á. Kêu gì dữ vậy ta? Gần rồi nè, hai ba vòng nữa rồi xong rồi. Mấy ô này là ngày hôm qua còn khô queo à, mới đêm sáng ngày vô mà nước như vậy đó. Nước thì chảy nhưng mà về thì quá nhanh, nước lên quá nhanh. Mạnh lắm chú bộ. Cũng lâm 08, 07, 08 07, 08 này nhìn nhà giống 5018. À, 4508 này thì cái cabo nó cabo vuông. Nhưng qua 5000 cũng cabo vuông nữa, nhưng mà hai cái đèn nó giờ xuống dưới. Bự rồi, còn chữ nó bự rồi. Quá chạy. Nhặt đời lắm, mấy cái dùng ta xài máy nhỏ gì đi quay máy nhỏ. Coi cái đầu có nhiều ông đem mấy cái máy khủng long vô so nó bó tay thiệt. Cái máy khủng long mấy ông đem xuống mấy cái đất này thôi chạy được không, lo mà quy động máy vô kéo lên á. Đó, người ta sợ máy lớn gần chết, người ta mua máy nhỏ người ta xài có được, mà cứ đem máy lớn vô so hoài. Mấy đồng này người ta có một thờ máy lớn máy khủng long vậy. Thank you.
Giờ đi dàn Shiboga gì ta. MTZ, MTZ đó 50-80 miền Tây hồi hồi xưa đó, hồi trước đâu có ít đâu. 5310 nữa, 5310 cũng lừ đồng á. Thét rồi bán hết trơn. Giờ chạy đâu nổi. Đất nó càng ngày nó càng lúng. À giờ. Hơi như con tư tay à.